dạ anh vô. Hello em ơi. Em với giải Ultra Trail Cao Bằng nha, giải siêu đường vòng Cao Bằng 2023 nha. Đây, mời hai anh. Mời anh nó tới rồi đây nha. Lấy chưa? Đây, lấy vào đây. Ở đây muốn làm cho. Đây, Niếu. Ừ. Mời bác Hiếu. Anh ơi, chơi đúng không? Đẹp đẹp luôn nha. Ủa, hình này ghê. Nói chung là cái background năm nay rất là đẹp nha mọi người. À, thế à? Vâng. Nhưng mà cho anh hỏi là cái đội đấy nó sống làm việc như thế nào? Đội đấy nó chắc là họ chạy ngày chạy đêm luôn ấy. À, okay. Hở ra họ chạy chạy tốt lắm. Thế họ không làm ăn gì à? Vâng. Có một bác Nhật là ngày nào cũng đi đúng theo cốt luôn. Ồ. Vâng. Tức là bác cứ cầm cái ô, bác đội cái ô là bác cứ lững thững bác đi. Hay nhỉ. Mà đi bộ à? Vâng. Đi nhanh thế à? Tức là bác ấy là đã từng tham gia cái cuộc thi 1000 km ở Hokkaido. Ôi giời ơi. À, cũng 60 tuổi ấy. Có tuổi rồi. Ôi, mình chờ khi nào bằng tuổi bác. Giờ chưa, bác cứ lững thững này. Còn bác này là ngày mai là tham gia đấy, là 71 tuổi đấy. Đấy. 71 tuổi nhưng mà chơi có 70 thôi. kia có 70 kìa. Không cần phải hẹn với đây. Hôm nay cũng thấy là phụ viên của nó đổ ra xong nhiều ghê nha. Nhưng mà cướp ở chứ nó vui ghê. Đây quay tổng khách là chúc mọi người nha. Hôm nay mình sẽ khu vực xuất phát. Phát ở hết bài dốc này. Có cái sông của bạn Úc á. Cái của nó bao nhiêu nữa không? Cái của nó nguyên. Mà nó không được con bò nhá. Nó không được con bò Việt Nam đâu. Việt Nam không được con bò của nó. Sao lưu được nó lại giống nhá. Cái này là cái đồng xuất phát. Hôm nay là toàn nhà tổng chiến ở đây hết. Đấy. Đây chúng ta đang chạy qua nha, bản này là bản cung nhé. Đây, những cái núi đây kìa. Núi đây là bên biên giới đấy, Trung Quốc đây. Nó có những cái hàng gà nha. Ở khu vực này là bản cung nha mọi người. Chúng ta vào bản cung. Bản cung của huyện Trùng Khánh. Thuộc tỉnh Cao Bằng. Thác Bản Dốc. Thác mọi người. Đây, đang chạy ngang một con thác nha. Đây là con suối. Chạy ngang một cái dòng suối. Nha, cái đường cuối này. Wow. 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 Đây rất là báo. Đây. Cái đường cuối đấy là bắt đầu cái đường cuối này có một cái đây. Ở đây quá trời ngại cứu luôn. Ngại cứu quá trời. Ngại cứu nhiều lắm nha. Đây. Quá trời ngại cứu. Con cái cậu hiểu rồi.
cái cầu này có một cái dòng sông lớn này, con này nó chảy ra đi qua thác Bà Chốc ấy. Đây, đi qua cái khung bê tông đây, hai khi là vào đường ngọt, khả năng là mưa đấy, khả năng là mưa đấy. Rồi, đây, ui, xuống nha. Đó này giống như mình đi Tà Nẵng ấy. Đẹp không? Thời tiết trên đây thì không lạnh nha. Tuy là Cao Bằng vùng cao nhưng mà thời tiết cũng phải được ngưỡng 30 độ ấy, độ ẩm cũng khá là cao. Ôi trời, ổi này. Ôi, có ổi rồi. Ôi, hay quá, ổi rồi. Chế đi, chế xác ngon lắm. Ôi rồi đi, chắc chát đi à, nhưng mà nó chát cái này ngon à. Ngon. Chát. Đây. À, vào cái ruộng muống á. À, ruộng ngô. Đây. Ngô này, ngô này nhưng mà ngô này, bắp này không phải là để ăn đâu nha. Bắp này để cho cho mấy con bò đấy. Để chăn nuôi đấy, bắp này để chăn nuôi đấy. Như là đang đi ở Tàn, đi ở Tà Nẵng ấy. Đây mới đúng là siêu đường mòn đó mọi người. Đây. Giờ đang đi vào đường mòn trong rừng. Đi nha. Đây. 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 Xuống nhỏ thôi. Quang ơi! Quang! Quang ơi! Đây! Ôi! Dạ! Ôi, cái dốc ngon rồi, được hơn con dốc khủng khiếp. Tới đây là được xuất phát lúc 9 giờ, tới đây là 10 giờ rưỡi rồi, được 12 km rồi mọi người. Dưới đây là một cái vực này đấy, dưới đây là một cái vực, đây là một cái vực cực kỳ luôn. Rồi, trước mặt mình là một con dốc, bây giờ phải vượt con dốc này, một con dốc nó khủng khiếp nha mọi người, quá kinh khủng. Đây. Một con dốc kinh khủng lắm nha. Con dốc không thua gì núi Vinh mà còn núi bây giờ chạy ở đồng bằng, đường nhựa, đường bê tông, vào trong ruộng mấy cái bậc thang ấy. Bây giờ lại leo lên con dốc này kinh thật. Cái bậc này đi lên cái bách núi bên kia, núi non kìa. Đây mình nghe tiếng xe nha, mình đi trên này có xe. Wow, ok, yeah, cười người của ban tổ chức chạy xe lên bảo là cố gắng lên sắp xuống dốc rồi. Đi bằng hai tay hai chân rồi có cái đoạn đi bằng đít nữa nên là không thể quay được. Đây cũng quay được cả 15 km rồi. Ôi, đây. Giờ đây có chỗ của nó cabin đây. À, trả thôi. Ôi, cắm trả thôi. Cắm trả anh nha. Thôi, giờ cắm trả thôi.
xin lỗi anh em nha, không. Rồi, có chừng có bắt không nha. Đâu có mà xanh kín nít đó, cái đó áo đó là áo của Quảng Bình mà. Áo đó Quảng Bình. Áo này của cái cô này bằng áo Quảng Bình. Áo Quảng Bình ấy. Ê, anh em tới đây thì cắm trại bên bờ suối nha. Và thông báo với ban tổ chức là anh em cắm trại bên bờ suối rồi anh em mới về. Cho nên là ban tổ chức cứ xem xét như thế nào thì cứ xem xét nha. 10 tiếng các bạn. À, anh em mình ơi, 10 tiếng bạn cắm trại tiếng đi. Đang người bắt kia vào rồi, mọi người xin chào. Đấy. Trong thế đi. Sông suối ao hồ các thứ các kiểu rồi giờ là hai đường 20 km rồi. Thay làm gì nữa bây giờ? Rồi là 10 tiếng. 10 tiếng cơ mà. Đẹp thế nha. Hey. Thiếu nước nè. Đây. Nào, vẫy chào với nhau nhá. Chú cảm ơn nhá. Cảm ơn sếp. Nhàn cái này cho bạn. Ôi, cái kia. Bạn đứng rồi. Đi nào. Có lo một cái làng nữa là xong rồi nha mọi người ơi. Anh em ơi, anh Hoàng ơi, rồi chứ đừng nói em rồi, còn cái làng nữa là xong rồi nha. Đấy, mọi người. 2085 nha. Dạ. Chào anh em Việt Nam nha. Đây, mình là của ở đây. Vậy mọi người ơi, sắp về rồi nha anh em ơi. Đợt này đẩy ra ngoài đây có lũ lên nha. Lũ thôi. Rồi, kia rồi. Kia rồi, kia rồi. Kia rồi.
thắng nha. Ok này. Về rồi, sắp về rồi. Về rồi. Về rồi. Yeah. Về rồi mọi người. Đến từ xe ô lần nữa, chúc mừng anh. Đây, giờ này còn có một số mới về thế này. Tới rồi, tới rồi. Cố lên. Hay quá. Đấy, giờ này còn số người. Khỏi cái dốc này là mọi người sẽ vào thấy cái đường xuống thác bản dốc có hai đường. Ở trước là chạm kiểm soát biên phòng hoặc là đi xuống cái đường này. Nha, cái bên này là khách sạn Sài Gòn bản dốc. Bát mì. Bát mì cũng ngon. Cảm ơn mọi người. Chào mọi người. Hẹn mọi người lại cái clip kế tiếp nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều.